với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Nếu như các bạn đang cần tìm một thiết bị sấy bát hiệu quả, nhanh chóng và đặc biệt đó chính là có khả năng khử mùi và khử khuẩn tốt thì có thể tham khảo ngay em tủ sấy bát một buồng 5 cánh mới ngay bên cạnh tôi đây. Đây là loại được cải tiến từ dòng cũ trước, và để xem nó có gì khác biệt thì ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi video nhé. Cũng giống như là loại tủ sấy bát trước đây 5 cánh 1 buồng thì chiếc tủ này cũng được thiết kế với dạng hình hộp chữ nhật và thiên về chiều cao như thế này, với kích thước các chiều lần lượt sẽ là 69 với chiều dài này, 52 và chiều cao sẽ là khoảng 182 cm, nhờ đó mà sẽ không tốn quá nhiều không gian diện tích của bạn. Còn về trọng lượng thì nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi, và đặc biệt đó chính là với sự kết hợp của chân đế bánh xe dưới này thì các bạn hoàn toàn không hề tốn một chút công sức nào, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển được rồi. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo, bởi chúng ta cũng có thể cố định chiếc tủ này tại một chỗ nhờ hai chân khóa đằng sau nhé. Một ưu điểm vượt trội của thiết bị này đó chính là toàn bộ phần khung này, phần thành hay là các khay ở bên trong đều được làm hoàn toàn từ chất liệu inox cao cấp bền bỉ, chống han gỉ rất là tốt, và độ dày thì lên 0,6mm, như vậy thì nó sẽ cứng cáp và dày dặn hơn so với loại tủ sấy bát 5 khay 1 buồng trước đây. Và với chất liệu này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ luôn luôn giữ cho chiếc tủ chúng ta nhìn sang trọng hơn, hiện đại hơn và sẽ luôn luôn sáng bóng với thời gian, đặc biệt là nếu như vệ sinh đúng cách thì nó sẽ sáng bóng trong vòng ít nhất là 3 năm. Riêng với phần cánh tủ ở đây thì lại kính hai lớp chống vỡ dày 6mm và ở giữa thì sẽ có một lớp keo chống vỡ. Nhờ thiết kế trong suốt như thế này chúng ta có thể dễ dàng quan sát hơn và đồng thời thì cũng có thể lấy ra hay là đem vào rất tiện lợi. Thêm một điều nữa đó chính là phần cánh tủ ở đây thì sẽ được tạo hai chốt khóa an toàn như thế này để người dùng dễ dàng sử dụng, và trên này thì sẽ có thêm tấm lót cao su để chúng ta không bị nóng bỏng hay là mất an toàn khi sử dụng. Khi mở chiếc tủ này ra thì ở trong này sẽ có 4 khay phẳng và một khay lượn sóng. Với kích thước các khay ở đây sẽ là khoảng 25cm, và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh kích thước khoảng cách giữa các khay này với mức nhảy là 8cm một lần. Kích thước của khay thì cũng khá là rộng, 59cm và 39cm đối với chiều dài. Như vậy thì chúng ta có thể để được số lượng lớn bát đĩa. Khi sử dụng thì các bạn có thể linh hoạt là tạo ra khoảng cách vừa phải hợp lý nhất để cho được số lượng bát đĩa nhiều nhất phù hợp với nhu cầu của mình. Các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh bằng cách là chúng ta sẽ nhấc những thanh ghim ở đây, sau đó thì di chuyển đến vị trí mong muốn. Các loại khay này thì đều được thiết kế với chất liệu inox cứng cáp cho nên là có thể chịu được trọng tải lớn, nhờ đó mà bạn sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về vấn đề trọng tải của bát đĩa khi cho vào máy này nhé. Một điểm cộng nữa của chiếc tủ này đó chính là ngoài khả năng sấy được các loại bát đĩa dạng sứ, chất liệu sứ này, thì nó sẽ còn sấy được các loại với chất liệu inox hay là bằng nhựa, và đặc biệt là có thể sấy được các loại khăn dùng trong bếp ăn công nghiệp này, trong các căng tin trường học hay là salon tóc. Đặc biệt là khả năng diệt sạch được khoảng 98% vi khuẩn và virus có hại có trong bát đĩa hay là các loại khăn. Nhờ sử dụng công nghệ khí ozone kết hợp với nhiệt công suất cao 2kW và với đèn chiếu sáng ở phía bên trên. Và đồng thời trong khoang tủ này thì các bạn sẽ thấy là sẽ có thêm được trang bị quạt đối lưu để có thể tản đều nhiệt đến tất cả các khay ở trong tủ này. Nhờ đó mà bát đĩa sẽ được sấy đồng đều hơn, hiệu quả hơn rất nhiều. Tủ sấy bát đĩa công nghiệp ở đây thì có thể điều chỉnh sấy với các mức thời gian khác nhau, tối đa là 60 phút. Và với những thời tiết bình thường, mùa hè hay là mùa khô chẳng hạn, thì chúng ta có thể sấy trong khoảng từ 15 đến 30 phút là phù hợp rồi. Còn đối với những thời tiết nồm ẩm hay là mưa thì chúng ta có thể sấy trong khoảng từ 45 đến 60 để đảm bảo hiệu quả sấy cao nhất nhé. Khi muốn điều chỉnh thời gian này thì chúng ta chỉ cần vặn núm điều chỉnh ở ngay phía trên bảng điều khiển này. Và phía trên bảng điều khiển này thì sẽ có được trang bị các nút cần thiết. Ví dụ như là ở đây sẽ có mức nhiệt độ sấy từ 0 cho đến 80 độ C. Tiếp đến là một thanh đồng hồ ở giữa để cho chúng ta biết được nhiệt độ hiện tại trong khoang sấy đang là bao nhiêu. Còn bên cạnh này đó chính là nút công tắc nguồn bật tắt. Khi bật nút này lên thì chúng ta mới có thể sử dụng được nhé. Và bên cạnh ở đây chính là sấy bằng điện trở. Khi kết thúc một chu trình cài đặt thời gian và nhiệt độ sấy thì chiếc máy này sẽ tự động tắt và chúng ta chỉ cần lấy bát đĩa thành phẩm ra bên ngoài là được rồi. Với một chiếc máy hiện đại như thế này thì sẽ có khá là nhiều người hỏi rằng cách sử dụng ra sao để hiệu quả bền lâu nhất, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần xếp các loại bát đĩa vào khay cho phù hợp. Sau đó thì kết nối chiếc máy này với nguồn điện dân dụng là 220V. Sau khi kết nối nguồn điện xong thì các bạn sẽ cài đặt mức thời gian và nhiệt độ sấy phù hợp đối với loại bát đĩa cũng như là đồ dùng mình cho vào trong khoang sấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ bật nút công tắc nguồn bật tắt và nhấn nút bật sấy bằng điện trở. Chờ cho hết thời gian, máy sẽ tự động ngắt và chúng ta chỉ cần lấy bát đĩa ra ngoài là được rồi. Lưu ý là các bạn nên vệ sinh tủ sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. Việc vệ sinh cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy dùng khăn mềm để lau toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong khay nếu có. Ngoài ra thì tránh để nước bắn vào bảng điều khiển gây chập cháy hỏng hóc. Đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo và thoáng mát.
Khi mua tủ sấy chén bát tại điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng, bảo trì, sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm tủ sấy chén bát ở đây thì các bạn có thể tham khảo thêm một số các sản phẩm liên quan khác trong dây chuyền để phục vụ cho công việc kinh doanh đạt hiệu quả hơn, như máy rửa chén bát, bếp chiên công nghiệp, nồi điện Nissan. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện ngay đến số hotline trên màn hình 0766 555 155 hoặc số 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmayNissan.com để tham khảo và tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật kịp thời nhất những video hữu ích đến từ Điện máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.